Chuyện tình đơn phương bi thảm của công chúa Triều Nguyễn với thiền sư. Theo dõi kênh Chú Đọc Truyện trên Lotus để xem được video sớm nhất nhé. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện nào. Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, có không ít những mối tình bi thảm đã đi vào sử sách. Trong đó có mối tình đơn phương của một vị công chúa lá ngọc cành vàng dành cho vị thiền sư đáng kính đất phương Nam, được coi là một trong những tình sử oan trai nhất chốn cung đình Triều Nguyễn. Khi nhà Tây Sơn thắng thế, Nguyễn Ánh trên đường trốn trại đã từng ghé qua ngôi chùa Đại Giác, này thuộc ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, và được nhà chùa cưu mang. Không chỉ có giá trị về mặt lịch sử, chùa Đại Giác còn chứng kiến một câu chuyện tình đẹp đã trở thành giai thoại đất Đồng Nai. Công chúa Nguyễn Thị Ngọc Anh là vị công chúa thứ ba của Nguyễn Ánh, là người uyên thâm về Phật học, từ bé đã chăm chỉ đi chùa chiền, lễ tạ, chịu khó ăn chay trường và tụng kinh niệm Phật. Khi dừng lại ở chùa Đại Giác, công chúa Ngọc Anh đã xin với Nguyễn Ánh cho được ở lại chùa vì không muốn bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực giữa Nguyễn Ánh và nhà Tây Sơn. Sau khi nhà Tây Sơn sụp đổ, Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy hiệu là Gia Long và chọn kinh đô ở Huế, đã gửi chiếu thư triệu hồi công chúa Ngọc Anh về kinh thành. Trải qua nhiều thăng trầm, chứng kiến nhiều cảnh loạn ly, công chúa Ngọc Anh đã nguyện sẽ không lấy chồng, mà thành tâm ăn chay trường niệm Phật tại phủ của mình, cầu sự thái bình, thịnh trị cho triều đại nhà Nguyễn. Nhưng phận đời khó tránh, công chúa Ngọc Anh cuối cùng cũng không thoát khỏi chữ tình. Thuở đó ở đất phương Nam có một vị thiền sư nổi tiếng là thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành. Không ai rõ thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành sinh năm bao nhiêu, nhưng sự đức độ và uyên bác của ông thì ai cũng kính nể. Theo sử sách ghi lại, thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành có dáng người cao to, gương mặt tuấn tú phúc hậu, giọng nói truyền cảm, dáng vẻ oai nghiêm đĩnh đạc và có tài hùng biện. Nhờ trí tuệ uyên bác và phẩm hạnh trong sáng, thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành đã trở thành nhà sư đầu tiên ở miền Nam được phong quốc sư. Khi vua Minh Mạng lên ngôi, thiền sư được vua Minh Mạng mời về kinh thành Huế để làm tăng chùa Thiên Mụ và giảng dạy Phật pháp cho hoàng tộc Nguyễn. Ngay khi gặp thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành, công chúa Ngọc Anh đã đem lòng say đắm vị thiền sư. Công chúa ngày ngày nghe thiền sư giảng về Phật giáp, thấy sự uyên bác của thiền sư càng đem lòng thương nhớ. Hiểu tấm lòng của công chúa Ngọc Anh, nhưng thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành cũng là một bậc cao tăng có cao đạo, một lòng hướng Phật nên không thể đáp lại tình cảm của công chúa. Thiền sư đã dùng Phật pháp ngày ngày giảng giải cho công chúa với hy vọng công chúa sớm tỉnh ngộ mối tình oan trái này, nhưng không khả quan. Khi thiền sư còn chưa biết gỡ những rối rắm với công chúa Ngọc Anh ra sao, thì sư phụ của thiền sư là Hòa Thượng Phật Ý Linh Nhạc, trụ trì chùa Từ Ân ở Gia Định, Viên Tịch. Thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành đã nhân cơ hội này xin về chùa Từ Ân làm trụ trì. Những tưởng tránh được nghiệp duyên, nào ngờ ở hoàng cung, công chúa bỗng thấy thiếu vắng, nhung nhớ thiền sư khôn nguôi. Thế rồi công chúa tìm cớ xin phép vua vào Gia Định, gọi là để cúng dường chùa Từ Ân, nhưng thật ra là để gặp thiền sư cho thỏa lòng nhung nhớ. Hay tin công chúa sắp đến, thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành là trụ trì chùa Từ Ân khi đó đang ngồi uống trà đàm đạo trong khuôn viên chùa, vô cùng lo lắng. Không những không ra đón, thiền sư còn kiên quyết lẩn tránh vì lo sợ chuyện không hay sẽ xảy ra. Lúc công chúa Ngọc Anh bước vào chùa, thiền sư đã lên chùa Đại Giác để nhập thất trong 2 năm. Công chúa Ngọc Anh khi đến chùa Từ Ân không thấy thiền sư, đã vô cùng hụt hẫng thất vọng trong lòng. Hỏi tăng ni trong chùa, tất cả đều trả lời không biết thiền sư đã đi đâu. Phần vì đi đường xa xôi, phần vì thương nhớ thiền sư khôn nguôi, công chúa đã lâm trọng bệnh, sức khỏe mỗi ngày thêm sa sút. Lo sợ nguy hại cho bổn tự của công chúa nên các tăng chúng trong chùa Từ Ân đành nói sự thật. Nhưng khi biết thiền sư đang nhập thất ở chùa Đại Giác, công chúa lập tức khỏi bệnh. Sau khi đến chùa Đại Giác cúng dường, công chúa đã nhờ người đưa đến tịnh thất của thiền sư. Thiền sư ở trong tịnh thất không ra ngoài, công chúa đứng ở ngoài cầu xin được gặp mặt thiền sư nhưng ngài im lặng. Đau khổ tột cùng, công chúa quỳ trước tịnh thất, không ăn không uống, đòi gặp bằng được thiền sư mới thôi. Thiền sư vẫn im lặng, công chúa lại xin gặp thiền sư lần cuối để từ biệt về kinh, cửa tịnh thất vẫn không mở. Cuối cùng, công chúa Nguyễn Thị Ngọc Anh dập đầu lại trước tịnh thất mà rằng: "Nếu hòa thượng không tiện ra để gặp tiện thiếp, xin hòa thượng cho đệ tử nhìn thấy bàn tay của hòa thượng, đệ tử sẽ hân hoan ra về." Cảm động trước tấm lòng của công chúa Nguyễn Thị Ngọc Anh, thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành đã đưa bàn tay qua cái ô cửa nhỏ cho công chúa nhìn. Nhưng vị công chúa si tình đã nhân cơ hội này, nắm chặt lấy tay thiền sư, vừa hôn vừa khóc sướt mướt, nước mắt nhỏ xuống tay thiền sư. Đêm hôm đó, nửa đêm khi cả chùa Đại Giác đang yên giấc,
tịnh thất của thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành phát hỏa, mọi người chạy ra dập lửa thì thấy tịnh thất đã cháy rụi, nhục thân của thiền sư cũng cháy đen. Điều kỳ lạ là trên vách của tịnh thất vẫn còn bài kệ của thiền sư viết bằng mực đen: Thiệt đức rèn kinh vẹn kiếp trần, thành không vẩn đục vẫn trong ngần, liễu trì mộng huyễn chờ như huyễn, đạt đạo mình vui đạo mấy lần. Thiền sư Liễu Đạt Thiệt Thành thấy cuộc đời quá nhiều mộng ảo hão huyền, thiền sư đã dùng ngọn lửa tự thiêu để thức tỉnh và giáo dục công chúa. Nhưng thiền sư không ngờ rằng sau khi ông tự thiêu, công chúa vô cùng đau khổ. Công chúa đã ở lại lo xong xuôi lễ nhập thất cho thiền sư. 3 ngày sau, công chúa uống thuốc độc tự vẫn ngay tại hậu viên chùa Đại Giác, kết thúc một mối tình đơn phương bi thương. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh của hai người thì bạn sẽ làm gì? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video nhé. Và đừng quên like, subscribe và follow các kênh của Chú Đọc Truyện ở trên Lotus, Facebook và YouTube nhé. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo với giọng đọc của Chú Đọc Truyện.